luôn anh em nhá. Đấy, lên hình cho bác hai em hàng khủng nhá. Các bác nhìn bản đuôi kìa. Rồi hết bản luôn các bác ạ. Quá vip luôn. Bản đuôi to như cái quạt đấy các bác nhé. Con bên trái này không chơi lại nó nên là nó cũng không ra được hết form các bác ơi. Chứ còn à, nhìn cái thái độ kia là rất là muốn chơi đấy các bạn. Cánh đuôi ra mầm ấy nhưng mà con bên trái kia không chơi lại nó nên là nó cũng chưa sung hẳn. Kệ kệ nhau một lúc bắt đầu chơi đấy các bác ơi. Em thấy đuôi rất là vip luôn nha các bác nha, em bên phải ấy. Nó không hề sợ nhau được các anh nhé. Đấy, gẹ gẹ đang chuẩn bị chơi các bạn. Chim em đấu thì hoàn toàn không có mái luôn. Đây em quay rộng cho các bác xem này. Đấy. Em đấu thì không bao giờ kè mái hay ốp mái vào chim cả. Đấu này là thể hiện thái độ cũng như là cho các bác xem qua cái nét đấu của em nó, như bản lĩnh con chim xem nó có dám đấu không. Để anh em chơi cho dễ.